choáng váng cảnh tượng hàng trăm thanh niên xăm trổ mở hội gặp gỡ đầu năm. Có lẽ đây là một trong những dịp hiếm hoi cư dân mạng có cơ hội nhìn thấy nhiều thanh niên xăm trổ như thế này. Cách đây ít lâu, mạng xã hội chưa kịp hạ nhiệt với đám cưới tụ hội toàn thanh niên xăm trổ, thì mới đây, cư dân mạng lại thêm một phen náo loạn khi thấy họ gặp gỡ nhau một lần nữa. Ai cũng tò mò không biết nội dung của cuộc gặp gỡ này là gì, hay lại có thêm một đám cưới thế kỷ nữa chăng? Thật khó để tìm thấy thanh niên nào không xăm trổ trong bức ảnh này. Tuy nhiên, thắc mắc này đã nhanh chóng được làm rõ. Theo đó, đây là cuộc gặp gỡ thường niên của các thợ xăm chuyên nghiệp đến từ trong và ngoài nước, có tên là lễ hội xăm lớn nhất Việt Nam. Lễ hội này diễn ra vào 2 ngày, ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sân chơi giúp các thợ xăm cùng giao lưu học hỏi và tranh tài ở nhiều hạng mục. Đến với lễ hội, cả thợ xăm lẫn người mẫu đều không ngại chút quần áo để chứng minh cho mọi người thấy tài năng và sự cá tính của mình. Thế nhưng, như một lẽ thường thấy, cuộc hội tụ các thanh niên xăm trổ đã mang về hàng loạt ý kiến trái chiều sau khi chia sẻ trên mạng xã hội. Lướt một vòng bình luận, có thể thấy rất ít người tỏ ra kinh ngạc trước sự quy mô khủng của sự kiện, mà thay vào đó là những ý kiến khá tiêu cực. Nguyên do bởi vì xã hội vẫn luôn dày dặn trước việc nhìn nhận những người mang trên mình hình xăm, và mặc dù cho tới nay xăm mình đã dần được coi là một nghệ thuật, nhưng mọi người vẫn khá e dè trong việc kết bạn với những ai có đam mê với nó. Thế nhưng, bỏ qua tất cả những ý kiến trái chiều đó, hãy cùng chúng tôi điểm lại những hình ảnh ấn tượng mà các thanh niên xăm trổ mang tới lễ hội vừa qua nhé.